người cha nào khi con đưa tay xin một miếng bánh mà người cha lại đang tâm cho con một viên đá. Hãy nhớ rằng cha các người trên trời lòng người tư nhân hơn mọi người cha. Hãy khấn cầu và hãy tin hết lòng người sẽ ban cho. Hãy gõ cửa ta sẽ mở cho. Hãy kêu cầu cha ta hằng lắng nghe. Hãy kiếm tìm và nguyện xin chân thành. Cha ta trên trời người tuôn ban thánh ngân. Trên đời này có người cha nào khi con đưa tay xin một con cá mà người cha lại đang tâm cho con một con rắn. Hãy nhớ rằng cha các người trên trời lòng người tư nhân hơn mọi người cha. Hãy kiếm tìm và hãy xin sẽ được người xuống muôn ơn. Hãy gõ cửa ta sẽ mở cho. Hãy kêu cầu cha ta hằng lắng nghe. Hãy kiếm tìm và nguyện xin chân thành. Cha ta trên trời người tuôn ban thánh.